Thưa quý vị và các bạn, xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động khai thác các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các cấp hội còn tạo điều kiện cho lao động nữ nông thôn tham gia các khóa đào tạo nghề và khai thác các nguồn vốn hỗ trợ cho phụ nữ, đặc biệt là hội viên người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa có cơ hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó góp phần cải thiện đời sống vật chất cho cán bộ, hội viên phụ nữ ở các vùng miền và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Thực hiện phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hạ Long thường xuyên chỉ đạo các cấp hội phụ nữ tập trung mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Các cấp hội của thành phố đã tích cực hỗ trợ hội viên đăng ký thực hiện các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ cây con giống, vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm. Từ đây, nhiều mô hình đã được hội viên phụ nữ duy trì, thực hiện hiệu quả, giúp các hộ ổn định cuộc sống, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Cuộc sống của gia đình chị Bùi Thị Nga, khu chới 8 phường Hoành Bồ, trước đây gặp rất nhiều khó khăn. Vì không có công việc ổn định nên thu nhập của cả hai vợ chồng chị Nga đều rất bấp bênh. Được sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ, năm 2022, chị Nga đã được giới thiệu vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ đây, chị có điều kiện để nhập máy móc thiết bị, mở cơ sở kinh doanh làm tóc spa. Đầu năm nay, chị tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ vay 15 triệu đồng. Số vốn này chị dành dụm để mua thêm các sản phẩm chăm sóc da cho khách. Trước đây gia đình tôi rất bấp bênh về công việc, thì công việc của chồng thì cũng không ổn định. Tôi thì bắt đầu cũng mới mở cửa hàng. Nói chung mới đầu thì công vốn cũng không có nhiều, nên là nhờ bên phụ nữ hỗ trợ. Thì khi có nguồn vốn vay đó thì tôi đầu tư về các sản phẩm và máy móc để tôi làm. Thì cho đến hiện tại bây giờ thì khách hàng của tôi cũng đã có ổn định và công việc thu nhập trong gia đình cũng ổn định hơn. Trong khoảng chục năm qua thì riêng chi hội phụ nữ chúng tôi thì có khoảng trên cả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách và nguồn vốn phụ nữ tỉnh thì có trên 70 hội viên tiếp cận được cái nguồn vốn này. Nhìn chung là chị em phát huy cái nguồn vốn này rất hiệu quả. Phường Hoành Bồ hiện có 1.763 phụ nữ, trong đó 292 phụ nữ là người dân tộc thiểu số. Số hội viên phụ nữ do Hội Phụ nữ phường quản lý là 1.708 người. Từ các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay toàn phường có 175 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay với lãi suất thấp. Kế hoạch năm 2023, phường còn có 46 phụ nữ được hỗ trợ vay từ nguồn vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Hội Phụ nữ phường thì dự kiến là cũng sẽ có tìm một số những cái cơ quan, một số những cái đơn vị doanh nghiệp, công ty mà có sản xuất những cái vật liệu, ví dụ mây che đa, tạo thêm việc làm cho hội viên. Chưa đủ nguồn vốn để mở cơ sở hoặc nhà hàng thì họ có thể là tìm thêm cái việc làm đấy, nhận việc làm tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Gia đình chị Lã Thị Thu, thôn 1, là một trong những hộ dân đầu tiên trồng ổi Đài Loan ở xã Dân Chủ. Được sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ, vợ chồng chị Thu đã được vay 100 triệu đồng từ nguồn tạo việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chị Thu đã mạnh dạn trồng ổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tuân thủ đúng các yêu cầu về liều lượng, chủng loại phân bón, áp dụng nguyên tắc 4 đúng khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chất lượng quả ổi tốt, giá bán cao hơn, khẳng định được thương hiệu uy tín với người tiêu dùng. Hiện nay, diện tích trồng ổi của gia đình chị khoảng 3,5 hectare, thu hoạch gần 30 tấn quả một năm, lợi nhuận thu về gần 30 triệu đồng một tháng. Bên cạnh việc trồng ổi, gia đình chị còn mới trồng thử nghiệm một số cây dược liệu như sâm bố chính, trà hoa vàng, hoàng cung trinh nữ, bạch hoa xà thiệt thảo.
Diện tích trồng cây dược liệu dự kiến sẽ là 2.000 m2. Gia đình chị còn đang phát triển loại hình du lịch sinh thái để đưa du khách tới tham quan trải nghiệm câu cá và thăm vườn ổi. Nhờ có sự hỗ trợ của phụ nữ thì gia đình tôi đã được vay vốn để phát triển kinh tế, cụ thể như là ở cái mô hình du lịch sinh thái này này. Tôi đã xây dựng được cái khu nhà nó khang trang và có nhiều chỗ để cho các gia đình ngồi để tận hưởng những cái ngày làm việc căng thẳng cuối tuần, đồng thời là tạo công ăn việc làm cho một số chị em phụ nữ ở loanh quanh cái khu vực nhà tôi sống. Với ý chí quyết tâm và sự cần cù chăm chỉ, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và của các cấp hội phụ nữ, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố Hạ Long đã từng bước mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình. Thu nhập từ chính các mô hình kinh tế do phụ nữ thực hiện và quản lý đã giúp cho các hộ gia đình có thêm nguồn tài chính để trang trải cuộc sống, nuôi con cái ăn học, xây dựng nhà cửa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững tại các địa phương. Đối với hội phụ nữ thì là có cái nguồn tạo việc làm thì cũng đã hỗ trợ hội viên là làm hồ sơ để vay vốn và để thực hiện các mô hình nhỏ như là mô hình trồng ổi này, mô hình trồng bí đao này, mô hình trồng ngô nếp vụ đông đấy ạ. Thì là qua đó là cũng tạo công ăn việc làm và tạo điều kiện phát triển kinh tế cho các hộ gia đình trên địa bàn để có thu nhập ổn định. Phối hợp với lại các đoàn thể là quảng bá những cái sản phẩm, các mô hình của xã dân chủ đến với tất cả mọi người để mọi người được trải nghiệm những cái mô hình du lịch nông sản của xã dân chủ ạ. Thực hiện phương châm hướng hoạt động về cơ sở, lấy sự chuyển biến tích cực về đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ làm thước đo kết quả hoạt động, phong trào hoạt động công tác hội của các địa phương. Những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Quảng Yên cũng đã dành nhiều tâm huyết đầu tư cho hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó chú trọng quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế tổ nhóm và mô hình kinh tế hộ gia đình. Đây là vườn na của gia đình bà Đàm Thị Thủy, thôn Vườn Chay, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên. Với kinh nghiệm kỹ thuật và chăm sóc được tích lũy nhiều năm, những quả na bở tại vườn của nhà bà Thủy có hình dáng mẫu mã đẹp, bắt mắt, vị ngọt sắc, được người tiêu dùng ưa chuộng. Bà Đàm Thị Thủy bắt tay vào trồng na bở từ năm 2015. Được Hội Phụ Nữ giới thiệu quan tâm, bà Thủy đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn 100 triệu đồng với lãi suất thấp để trồng na trên nền diện tích 3.000 m2. Đến nay, cây na bở đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình bà Thủy thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Mỗi năm, gia đình bà thu hoạch từ 1,8 đến 2 tấn na, lợi nhuận thu về từ 150 đến 200 triệu đồng. Nói chung là qua cái kỹ thuật học hỏi, vừa là tập huấn vừa là học hỏi thì gia đình cũng chăm sóc cái vườn na, nói chung là cũng đẹp, sâu bệnh thì ít. Mình biết cách chăm bón, phân cân đối thì na nó vừa ngon và nó đạt sản lượng cũng tương đối là cao. Tại thị xã Quảng Yên, nhiều chị em phụ nữ với niềm đam mê, quyết tâm làm giàu chính đáng đã chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi phương diện, chủ động, dám nghĩ, dám làm, vươn mình mở cánh cửa bước ra ngoài xã hội, trở thành điển hình trong các phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi và hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Gia đình bà Trần Thị Ngoãn, sinh năm 1967, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, trước đây cũng rất khó khăn. Hơn 20 năm trước, bà còn phải đi bán chiếu rong để kiếm sống. Thế nhưng bước ngoặt với gia đình bà đã đến khi năm 2000, bà được vay 60 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội do Tổ chức Hội Phụ nữ phường Minh Thành quản lý. Từ số vốn đó, vợ chồng bà đã bắt đầu biết đến kinh doanh và bán các mặt hàng nội thất như chăn ga, gối đệm, đồ thờ, bàn ghế, rèm mảnh. Đến nay, cơ sở sản xuất và kinh doanh nội thất Dậu Ngoãn do bà làm chủ đã có 4 cửa hàng, tạo việc làm cho 5 công nhân và thu lãi đều đặn từ 700 đến 800 triệu đồng một năm.
cũng nhờ nguồn vốn từ bên hội phụ nữ phường Minh Thành giúp cho được 60 triệu nên là tôi cũng làm ăn được cái ngày hôm nay, và hôm nay cũng phát triển dần lên thì đến nay là cũng không phải vay vốn của bên phụ nữ nữa. Nhưng rất cảm ơn là cái nguồn vốn của bên phụ nữ phường Minh Thành đã tạo điều kiện cho được đến ngày hôm nay để phát triển được kinh tế, được nay đã làm được 4 cửa hàng. Đấy, 4 cửa hàng thì đều ở khu vực quanh khu vực ngã ba cái số 1 này. Tiếp nối thành quả từ những năm trước, ngay từ đầu năm 2023, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã quan tâm, tập trung nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Đặc biệt là tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Từ đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương đã phối hợp với các phòng ban chức năng rà soát số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí về chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025. Đồng thời đăng ký giúp đỡ hộ gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo ra khỏi diện hộ cận nghèo, gắn với các hoạt động thi đua chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Năm 2023, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đặt chỉ tiêu gia đình hội viên phụ nữ được giúp đỡ là 400 hộ gia đình, trong đó 34 hộ nghèo, 259 hộ cận nghèo và 107 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua hoạt động các câu lạc bộ phụ nữ làm kinh tế giỏi, vận động hướng dẫn hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện mô hình kinh tế gắn với đặc trưng lợi thế của địa phương. Mặt khác, duy trì nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình kinh tế dịch vụ của phụ nữ. Hiện nay, toàn tỉnh có 319 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, trong đó có 187 mô hình tại các địa phương thuộc khu vực tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Hiện thì hội đang quản lý là 30 tổ tiết kiệm vay vốn với 1.238 thành viên và tổng dư nợ là hơn 100 tỷ đồng. Và hội cũng triển khai cái quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh cho 6 hội viên phụ nữ phát triển vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập với tổng giá trị vốn vay là 115 triệu đồng. Trong thời gian tới thì hội cũng sẽ tiếp tục kết nối các nguồn vốn vay, đặc biệt là nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tiếp tục tư vấn cho cán bộ hội viên phụ nữ, đặc biệt là hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số để vay vốn để phát triển kinh tế, để vươn lên thoát nghèo. Thực hiện hoạt động nguồn vốn vay hỗ trợ hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, thông qua hoạt động ủy thác với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. 6 tháng đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã phối hợp giải ngân vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội là 42 tỷ đồng cho 700 hộ vay. Giải ngân vốn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế khoảng 2 tỷ đồng cho 153 hộ vay. Các cơ sở hội cũng đang tiếp tục duy trì hoạt động tương trợ giúp phụ nữ nghèo thông qua các nguồn tiết kiệm của các chi hội. Đồng thời nắm bắt nhu cầu học nghề của hội viên phụ nữ để phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt trong thực hiện các mô hình kinh tế. Từ đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm cho 320 hội viên phụ nữ, gắn với Nghị quyết số 06 NQTU về phát triển bền vững kinh tế xã hội, gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn, bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức 3 lớp tập quản lý tài chính cá nhân cho 240 hội viên phụ nữ, chủ hộ kinh doanh thuộc khu vực nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số. Có thể thấy, thành công từ các phong trào, mô hình kinh tế, phụ nữ toàn tỉnh nói chung, phụ nữ nghèo nói riêng đã có những chuyển động tích cực trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của các cấp hội đã gắn với các kế hoạch, các phong trào thi đua một cách có hiệu quả. Nhờ vậy, chị em phụ nữ đã phát huy nội lực phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xóa dần khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, đảm bảo mọi phụ nữ dân tộc thiểu số đều được hưởng thành quả phát triển của tỉnh.
Thời gian tới, Hội Phụ Nữ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các điển hình, các cách làm mới có hiệu quả, tiếp tục tạo điều kiện để phụ nữ toàn tỉnh vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong xã hội, góp phần vào công cuộc xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng văn minh, giàu đẹp.